Gỗ Việt Bắc xin trân trọng kính chào quý khách. Hôm nay Gỗ Việt Bắc chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến toàn bộ quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc một bộ bàn ghế nghi bảo đỉnh cột 15 gồm có 10 món, chất liệu là bằng gỗ cẩm lai. Hôm nay Gỗ Việt Bắc chúng tôi sẽ quay chi tiết giới thiệu đến quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc bộ bàn ghế nghi bảo đỉnh này. Vân cực kỳ đẹp. Hiện tại chúng tôi đang kê tại không gian phòng khách ở tại cơ sở của Gỗ Việt Bắc. Chúng tôi đang kê theo hình chữ U lệch một chút, đây kẹp chúng tôi để hai bên. Bộ bàn ghế này của Gỗ Việt Bắc chúng tôi gồm một ghế dài, bốn ghế đơn, một bàn, hai kẹp và hai đôn ngồi đây. Sau đây Gỗ Việt Bắc sẽ quay từng chiếc ghế và sẽ giới thiệu kích thước từng bộ phận của bộ bàn ghế nghi bảo đỉnh này. Đây là chiếc ghế đơn gồm có 4 ghế. Kích thước của chiếc ghế đơn này là có chiều dài là 1m08 phù bì và chiều rộng là 80 phân. Tay ghế đây là liền nguyên khối, cột liền, vách rất chi là đẹp, gỗ chúng tôi tuyển chọn vân cực kỳ đẹp, mặt ghế đây. Đây chiếc ghế đơn tiếp theo, có 4 chiếc ghế đơn, vân cực kỳ đẹp, rất đều. Đây, 2 ghế đơn bên này nữa, chúng tôi bóc tách từ những cây gỗ rất to. Phần tuyển chọn hàng đẹp này, mặt rất đẹp, chân tay gỗ rất đều. Đây và một đoạn hay còn gọi là ghế dài, kích thước của chiếc ghế này là có kích thước là dài là 2m35 phù bì và rộng là 80. Tay ghế liền phần rất đẹp này, khách hàng có thể theo dõi vân chùn cực kỳ đẹp. Gỗ Việt Bắc chúng tôi tuyển chọn từ cây gỗ rất khủng. Đây phần chúng tôi hay xẻ từ những cây gỗ rất lớn để làm nên những bộ bàn ghế rất chi là đẹp, được bộ vân này. Hàng tuyển chọn của Gỗ Việt Bắc để được một bộ vân như này từ những cây gỗ rất lớn. Chất lượng gỗ quý khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Gỗ Việt Bắc. Vân cực kỳ đẹp, vân 100% tự nhiên. Gỗ Việt Bắc chúng tôi chỉ đánh bóng hoàn thiện là PU bóng mờ. Hoàn toàn gỗ này rất đều, một bộ bàn ghế này chúng tôi tuyển chọn cực kỳ đều. Đây tiếp theo là đến chiếc bàn. Kích thước của mặt bàn này là có chiều rộng là 89 phân và chiều dài là 1m73. Vân cũng cực kỳ đẹp. Đây quý khách có thể thấy đây. Chúng tôi để kính nên ở giữa nhìn hơi không được rõ lắm. Nhưng mặt ghế, mặt bàn, 4 ghế đơn và ghế dài và mặt bàn là vân tương đương nhau về độ đẹp. Đây là tiếp theo là đến hai kẹp đầu ghế. Bình thường ghế này sẽ kê đặt cái kẹp này ở giữa hai ghế đơn. Đấy, chúng tôi kê lệch một chút theo cái không gian phòng khách ở tại Gỗ Việt Bắc. Chúng tôi để hai cái kẹp ở hai bên này, đều để tại một bên ở hai ghế đơn này. Vân cực kỳ đẹp này, quý khách có thể thấy đây. Vân chùn cực kỳ đẹp. Hàng tuyển chọn của Gỗ Việt Bắc. Một bộ bàn ghế rất đều, không những vân đẹp mà bộ bàn ghế được chọn gỗ rất đều. Hai chiếc ghế đơn nữa đây. Đôn ngồi. Hai chiếc đôn ngồi rời đây.
Đấy, cô Việt Bắc sẽ quay tổng thể bộ bàn ghế này lại một lần nữa để mọi người có thể theo dõi và cùng chiêm ngưỡng bộ bàn ghế nghiêng vào đỉnh cột 15 và gồm có 10 món. Quý khách hàng nào thích bộ bàn ghế này thì có thể liên hệ đến Gỗ Việt Bắc thông qua số điện thoại là 0347 16 9999 hoặc 0367 94 9999. Gỗ Việt Bắc sẽ để phần thông tin số điện thoại và phần thông tin địa chỉ liên hệ tại Gỗ Việt Bắc ở dưới phần video. Quý khách nào thích có thể kéo xuống dưới phần video để tìm kiếm thông tin địa chỉ của Gỗ Việt Bắc. Một lần nữa, Gỗ Việt Bắc xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video và quý khách hàng ủng hộ kênh của Gỗ Việt Bắc bằng cách đăng ký kênh để nhận được những cái video sản phẩm mới nhất của Gỗ Việt Bắc chúng tôi. Đây là một những sản phẩm cực kỳ mới của Gỗ Việt Bắc hiện tại. Gỗ Việt Bắc xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo của Gỗ Việt Bắc. Xin cảm ơn.